Xin chào mừng tất cả anh chị nhà đầu tư đã đến với kênh cho phải stop Trước khi đi vào video ngày hôm nay, anh chị mình đừng quên ủng hộ kênh bằng cách là chúng ta nhấn nút đăng ký kênh để mà giúp kênh có thể phát triển hơn nữa trong thời gian tới anh chị nhé. Xin cảm ơn anh chị mình rất nhiều. À, tiếp tục là một phiên tăng điểm đầu năm mới. Thì hôm nay VN Index đóng cửa cái mức giá 1599, một cái chỉ số khá là đẹp À, tăng 3 điểm kèm theo đó là cái thanh khỏe nó cũng được cải thiện hơn so với phi dịch ngày hôm qua Thì đây cũng là một cái tín hiệu đáng mừng cho Vani Cho thấy là cái lực cầu đã bắt đầu từ từ quay trở lại thị trường rồi Đúng không? Chưa có thật sự là quyết liệt thôi Đó Thì anh chị thấy là cái yếu tố mà mở gáp nè Hôm nay Verni của chúng ta nó vẫn chưa có cái yếu tố quay về lắp gáp Đấy, thì cái gap này trong những cái thời gian sắp tới á, nó cũng sẽ là một cái vấn đề rủi ro cho thị trường à, nếu mà vờ nó có áp lực rung lắc hoặc là nó có những cái yếu tố bất ngờ nó nó, nó xảy ra điều chỉnh đi đó thì cái gap này à, nó sẽ có xác suất là quay về à, lắp ha nên là anh chị mình lưu ý những cái vấn đề này thì hôm nay là dòng banh về à, dòng thép là hai cái dòng chính mà đóng góp vào cái sự tăng điểm của vnny đó ngoài ra thì còn một số cái nhóm cổ phiếu mít cáp á, nó cũng có những cái nhịp hồi khá là tốt như là dòng thủy sản dệt may ha hoặc là dòng khu công nghiệp đó một số cái mã cổ phiếu dòng khu công nghiệp à, như là sjc hoặc là kbc á, đó là những cái mã cổ phiếu nó có cơ bản tốt cũng như là nó vẫn giữ được cái tre xu hướng tăng thì khi mà thị trường của chúng ta ở những cái nhịp điều chỉnh và nó bắt đầu nó hồi phục á thì đó cũng sẽ là những cái mã cổ phiếu nó hồi phục mạnh nhất và nhanh nhất. Đó. Thì ngược lại với những cái nhóm cổ phiếu ban nãy thì chúng ta có những cái dòng như bất động sản này, dòng xây dựng và dòng đầu tư công. À, mà cụ thể là những cái mã cổ phiếu mà nó được hưởng lợi bởi cái cơn sốt đất vừa qua thì hôm nay là tiếp tục lại à, lăn ra sàn tiếp đó thì anh chị mình mà nhìn qua những cái mã cổ phiếu dòng bất động sản như là sale, nè à, hay là DIG gì đó thì nó vẫn tiếp tục lại À, làng ra xe đó thì nếu mà anh chị mình có bắt đáy ở những cái phiên trước đối với những cái mã cổ phiếu này nè bởi vì chúng ta là à, kỳ vọng cho một cái nhịp hồi phục mạnh đúng không hoặc là chúng ta vẫn tin tưởng vào cái sóng dòng bất động sản vẫn là những cái sóng mạnh trong cái giai đoạn đầu năm 2022 à, và chúng ta tham gia chúng ta bắt đáy thì đến thời điểm hiện tại anh chị mình à, có thu được cái lợi nhuận không Đúng không? Anh chị mình phải cân nhắc một cái vấn đề đó. Đúng không? Bởi vì anh chị thấy là việc anh chị mình bắt đáy ở những cái mã cổ phiếu mà nó có trên xu hướng đi xuống rồi á thì chẳng khác nào anh chị mình rước thêm lỗ vào người. Mà thôi, đó. Thì cái đoạn vừa rồi á rất là nhiều anh chị chúng ta gặt hái cái biên độ lợi nhuận lớn từ cái dòng này. Đúng không ạ? À? đó nhưng mà hiện tại là một khi mà những cái dòng này những cái mã cổ phiếu này giảm á thì anh chị thấy là nó giảm cũng rất là nhiều ha anh chị ăn bao nhiêu mà anh chị mình không biết đủ á thì sao anh chị trả lại bấy nhiêu thậm chí là chúng ta còn bị lỗ nữa kìa đúng không nó bị hao hụt nữa đấy thì quy luật nó là như thế rồi quy luật trên thị trường nó là như thế nên là anh chị mình lưu ý ha ví dụ như cổ phiếu nào mà nó cho anh chị mình ăn nhiều thì tới một lúc nào đó nó bắt buộc anh chị mình phải nhả ra cho bằng được đó lưu ý nhé và cái việc mà anh chị có cái tư duy bắt đáy thì em cũng đã có chia sẻ quan điểm của mình ở một số cái video trước rồi đó tức là mình không có nên bắt đáy đúng không cũng như là cái hướng xử lý nếu anh chị mình bị kẹp cổ phiếu ở những cái mã cổ phiếu mà nó nhốt sàn nhà đầu tư á cũng đưa ra những cái hướng xử lý cho anh chị mình đó là gì Canh những cái nhịp hồi phục của cổ phiếu mà chúng ta nên cơ cấu và hạ tỷ trọng chứ cũng không nên gọi là mua trung bình giá hay là bắt đáy gì cả đó thay vì anh chị mình cơ cấu những cái mã cổ phiếu yếu mà chúng ta dịch chuyển sang những cái dòng cổ phiếu tiềm năng như là cái dòng banh hiện tại á thì anh chị có trước đó ha em xét về cái giai đoạn trước á còn hiện tại là em không nói nữa trước đó mình đã có chia sẻ với anh chị việc anh chị mình cơ cấu và chúng ta chú ý vào những cái nhóm cổ phiếu nó tiềm năng tức là nó có yếu tố tích lũy lâu tích lũy một thời gian rất là lâu đó và cái xu hướng của nó vẫn giữ được những cái xu hướng tích lũy hoặc là xu hướng đi lên thì chúng ta sẽ chú ý những cái mã đó thay vì thế chúng ta cược vào những cái mã cổ phiếu như bất động sản nó khá là rủi ro thì chúng ta sẽ đánh cược vào những cái mã cổ phiếu mà nó đem lại À, nó có hy vọng nó có thể đem lại cái biên độ lợi nhuận tốt cho anh chị đó thì đó là những cái mạng cổ phiếu mà anh chị mình nên dịch chuyển sang ha thì ví dụ như anh chị mình bán cơ cấu những cái mạng cổ phiếu dòng bất động sản mà chúng ta dịch chuyển sang cái dòng banh á thì có phải đến thời điểm hiện tại anh chị mình đã gỡ được một phần nào đó rồi đúng không đó không gỡ nhiều thì chúng ta cũng sẽ gỡ được một ít đó và thậm chí là nếu mà anh chị mình càng nắm lâu hơn nữa thì sao à, chúng ta vẫn sẽ Uh, sinh ra được cái biên độ lợi nhuận rất là khá ha đấy thì anh chị mình lưu ý cái việc là chúng ta sẽ bỏ yếu theo mạnh uh, cái cái tư duy nó sẽ như thế chứ không phải là cái tư duy mà khi mà thấy cổ phiếu giá nó giảm quá rồi thấy giá nó rẻ quá rồi chúng ta vào bắt đáy thì em đánh giá là không nên nhé uh, lưu ý Và một số anh chị mình á trước đó thì chúng ta vẫn không có tin là dòng banh là thực sự có sống và chúng ta còn khá là rụt rè khi mà tham gia. Đó, một khi mà cái dòng này nó à, cái dòng banh á nó đã quá rõ ràng nhờ? cho anh chị mình rồi, đúng không? Tức là lần lượt những cái mã cổ phiếu nó đều có những cái sự tăng điểm rất là thuyết phục. Đấy thì anh chị mình sao mới ngộ nhận ra rồi bắt đầu lại hỏi em là gì? À, Châu ơi dòng banh giờ có cổ phiếu nào tham gia được hay không ha. trước đó thì em có chia sẻ với anh chị mình rất nhiều à, nếu anh chị nào chúng ta theo dõi kênh của em hoặc là những anh chị mà chúng ta đang trong room khách hàng á, thì em có chia sẻ cơ hội dòng banh rất là nhiều nha đấy mà nếu anh chị mình không gọi là không có biết nắm bắt cơ hội á, mà đến thời điểm hiện tại à, một khi cái dòng nó đã có thu hút được rất là nhiều sự chú ý của anh chị nhà đầu tư rồi đúng không dòng banh hiện tại là sao Đến thời điểm hiện tại em đánh giá là vẫn có một số anh chị nhà đầu tư chúng ta vẫn tin banh có sống đâu Chưa tin, đấy Nhưng mà anh chị mình biết là một khi cái dòng này nó đã quá rõ ràng á Thì cái cơ hội nó sẽ không còn đâu Cơ hội rất là ít Nên là Tại sao ở những cái video trước Mà gần đây nhất là cái video ngày hôm qua á Mình có lên cái video Mình có chia sẻ những cái quan điểm uh, Của cái phiên giao dịch đầu tuần À cái phiên giao dịch đầu năm mới Và những cái cơ hội của cái dòng này À, cho anh chị nhà đầu tư nếu những anh chị nào chúng ta chưa có tham gia được ở cái giai đoạn trước á đây nè cái video gần nhất top 2 cổ phiếu triển vọng đúng không anh chị mình có thể xem lại nha ngày hôm qua em nói những cái mã cổ phiếu nào nó tiềm năng nó còn um, dư địa để mà anh chị mình chúng ta có thể chú ý thứ nhất là những cái mã như OCB đúng không mà đó anh chị mình thiệt theo, theo dõi lại cái video ngày hôm qua ha ấy thì hôm nay có phải là OCB tăng điểm rất là khá không đó, sau những cái yếu tố tích lũy test đáy thành công hồi phục ha tá tích lũy lại quanh những cái vùng kháng cự yếu tố kiệt cung thì hôm nay là đánh là rất là chuẩn bài luôn á tiền vào cũng rất là đẹp đó thì bây giờ anh chị mình có vị thế ví dụ như quanh giá 28 đi 27 x 28 thì chúng ta vẫn tiếp tục nắm giữ ung dung nắm giữ luôn á ha rồi khi nào mà nó đạt về cái dòng tiền hoặc là thậm chí hôm nay anh chị mình có thể mua gia tăng nè đối với những anh chị mình có hàng sẵn đó thì đó là cái cách để mà anh chị mình đầu tư nha, lựa chọn những cổ phiếu, đó Hoặc là như VIP, đúng không? À, VIP hôm nay đồng ý là nó tăng ít, tiền nó cũng không có đạt Nhưng mà anh chị thấy là cổ phiếu này, cái cách đóng cửa ngày hôm nay nó rất là thuyết phục nha Tức là phiên sáng nó mở gấp đao, đúng không? À, nó, nó tạo cái tâm lý cho anh chị nhà đầu tư mà ví dụ như uh, chúng ta rung lo sợ cổ phiếu nó giảm sâu quá tự nhiên uh, mới phán, mới phiên sáng là mở một cái gap up rồi à, mở một cái gap down rồi giảm giá rồi anh chị mình sợ quá anh chị mình bán ra sợ lỡ đau cổ phiếu nó lại giảm sâu nữa đúng không rồi sau đó sao tổ chức họ lại mua lại những cái lượng hàng nhà mà anh chị nhà đầu tư mình chúng ta bán ra những anh chị mà chúng ta có cái tâm lý yếu á đó rồi sau đó là sao anh chị lắp lại hoàn toàn cái gap đã mở phiên sáng và cuối phiên là sao tăng điểm vào cuối phiên luôn đóng cửa cao nhất phiên luôn cho thanh thấy cái yếu tố gọi là gì ăn hàng rất là quyết liệt của tổ chức đúng không đó thì nhìn chung á là đối với các đóng cửa ngày hôm nay của VIP thì sáng xuất ngày mai nó nổ khá là cao anh chị nha đó em hướng dẫn anh chị mình cái 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 điểm vào rồi đúng không ở cái video ngày hôm qua đó như anh chị mình tham khảo cái nhận định trong room khách hàng hôm nay của em nè đó mình cũng có chia sẻ luôn đó là 9 giờ sáng nay thì mình có nói là gì Uh, thị trường phiên qua mở gáp tăng điểm thì xét xuất lắp gáp ở một vài phiên tới là có điều chỉnh lắp gáp là vận động bình thường nên là anh chị không cần quá lo lắng quan trọng là vận động của cổ phiếu các mã cổ phiếu dòng ngân hàng đoạn này giữ giá khá tốt và vận động tương đối siết chặt nên anh chị yên tâm cầm nắm các mã mạnh hiện tại có điểm mua như là OCB, MSB và VIP đó thì có phải là những cái mã này ngày hôm nay nó tăng rất là quyết liệt không? hầu như là banh nhỏ tăng rất là tốt trong cái phiên dịch ngày hôm nay ha MSB nè anh chị thấy yếu tố tăng điểm mà tiền vào rất tốt nha đó lưu ý nha đây là những cái yếu tố dòng tiền của tổ chức đó chứ nhỏ lẻ có có nhưng mà nó sẽ đóng góp một cái phần nhỏ, trăm nhỏ thôi còn hiện tại cái thanh khoản lớn này là tiền của tổ chức họ đã vào rồi anh chị nha lưu ý nên là có hàng thì tiếp tục nắm giữ giúp em đó thì anh chị nào chúng ta tham gia được ocb thì có thể để lại ở dưới phía dưới phần bình luận ha để chúng ta chia sẻ sang sẻ cái niềm vui vip thì đối với room khách hàng của mình cũng đã có cho tham gia rồi à, khi mà vip là một trong những cái mã cổ phiếu mà cơ hội cuối cùng luôn á cho anh chị trong room khách hàng bởi vì là anh chị nhìn cái danh mục hiện tại của em nè thì anh chị mình có thể thấy rất là uh, hiện tại là danh mục của room uh, tập trung uh, chúng ta cô động lại ở hầu như là dòng cổ phiếu banh đúng không? Là dòng cổ phiếu ngân hàng. Đấy thì anh chị mình biết là cái định hướng sắp tới cũng như là cái dòng tiền nó sẽ tập trung ở đâu rồi. Ở thì em định hướng đối với cái quan điểm cá nhân của em á thì cái dòng tiền em đánh giá là dòng banh nó vẫn sẽ có sống kéo dài đến hết quý 1 năm 2022 ha, ít nhất là hết quý 1. Đấy nên là anh chị mình lưu ý À, có hàng thì cứ yên tâm nắm giữ và canh những cái nhịp giảm giá có những cái giá tốt á, thì chúng ta sẽ gia tăng bởi vì đó là cái cách mà anh chị mình gia tăng cổ phiếu trong một cái trên tăng à, nó sẽ à, tối ưu hơn lưu ý nha nó sẽ rất là ok đấy thì anh chị thấy nè MSB bên này, đây là những cái mã cổ phiếu là à, gọi là chiến lược trong rung khách hàng của em luôn á anh chị thấy cái gì? cái ngày mua không? ngày khiến nghị không từ tháng 10 năm ngoái nha nắm đến bây giờ luôn á nắm dài hạn xác định nắm dài hạn rồi, rồi MB Bank, STB, ctg, VIP. Mình nhớ STB á là em uh, hướng dẫn anh chị uh, chúng ta uh, cắt lỗ. Uh, lúc đó mình có tham gia những cái mã mít cáp thì đợt vừa rồi mít cáp nó bị gãy á thì mình cũng uh, gọi là may mắn là thoát kịp để mà chúng ta tham gia những cái mã cổ phiếu uh, uh, như STB này. Đó thì hiện tại là giá vào cũng rất là tốt nè ha. Uh, rồi MB chúng ta cũng có tham gia nè, lần hai giá 30 nè, thấy không? nên là anh chị mình lưu ý nha nếu anh chị nào chúng ta có cái khẩu vị đầu tư uh, cũng như là cái uh, quan điểm á, nó uh, phù hợp với em cảm thấy uh, nó thích hợp thì anh chị mình có thể về room khách hàng để mà em hỗ trợ anh chị mình được một cách tốt nhất anh chị nhé đây ha vip thì uh... đây. ngày hai mươi sáu tháng một thì mình có chia sẻ là gì À uh cả nhà chưa có bon thì vào VIP quanh cái mức giá này đó, rồi tiếp đó thì chúng hôm nay lại có gia tăng nữa đó mới gia tăng hôm nay luôn mức giá 47.5 thì hiện tại su, cái 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 xu uh, thế của cổ phiếu đang khá là tốt ha nhưng mà anh chị mình tham gia cái con này anh chị mình lưu ý là nó đánh cái biên hơi lỏng một chút nên là nếu ai tham gia mà trong phi nó có giảm thì chúng ta cũng đừng có quá uh, hoảng nha Đấy. Cái biên nó đánh hơi lỏng một chút Nhưng mà anh chị mình phải quan sát là những cái lệnh bán á, à, Nó không xuất hiện lệnh bán lớn Và đa phần là lệnh của nhỏ lẻ Thì chúng ta vẫn cứ tiếp tục cập nắm giúp em à. Xét về cái mặt chung hạn hẹn à, Của cổ phiếu VIP á, Thì anh chị thấy nè Nó đang đánh cái mẫu hình Tích lũy nền tảng lớn nha Nền thứ nhất nè Nổ một cây nè Bắt đầu tái tích lũy trở lại nè đúng không đó thì cái cách đánh này cái giai đoạn trước vip nó cũng đã từng rồi anh chị nó đánh mẫu hình nền tảng tích lũy rất nhiều lần nha em lấy ví dụ nè nền thứ nhất nè đúng không tăng tiếp tục lại tích lũy trở lại đó nó có yếu tố rủ trước cái quá trình đi lên đúng không tiếp tục lại tăng điểm và sau đó nó lại có yếu tố tích lũy đó lịch sử là nó đã đánh theo cái phong cách là tích lũy nền rồi thì đến thời điểm hiện tại nó vẫn như thế nha anh chị nha đó Thì anh chị chúng ta mà à, thích những cái mã cổ phiếu như VIP á, thì có thể tham gia quanh cái vùng giá à, từ 47 đến 48 Lưu ý ha, dưới 48 thì anh chị mình có thể xem xét lấy vị thế à, Còn ngày mai mà nó mở gáp nó tăng á, thì anh chị mình bỏ qua giúp em, không mua đuổi nha, lưu ý Dạ rồi, à, thì bây giờ thì mình xin phép đi phân tích cái nhóm ngành luôn nha Sẵn đây thì chúng ta sẽ đi phân tích dòng banh anh hôm nay thì tiếp tục lại có cái dòng tiền vào rất là tốt à, mà cụ thể là như acb thì anh chị thấy acb là những cái mã cổ phiếu nó đi sâu đúng không đó, nhưng mà hiện tại là hôm nay nó đã có những cái yếu tố dòng tiền và rất quyết liệt rồi đó, à, ngày hôm qua mình nói với anh chị nhà đầu tư như thế nào à, những cái áp lực mà à, bán như thế này không phải quá lo ngại đối với những cái mã cổ phiếu như acb bởi vì sao trước đó là cổ phiếu nó đã có những cái yếu tố gì tích lũy nền tảng lớn à anh chị đấy nha cái mẫu hình của acb nó tương tự như mb banh luôn nó y chang luôn tích lũy nè thấy không đó sau cái quá trình tích lũy cổ phiếu bắt đầu có những cái tín hiệu dòng tiền lớn vào đây à, mb banh là dòng tiền lớn vào thứ nhất nè đó cái phiên này ha đó tiếp tục tái tích lũy trở lại và sau đó là lần hai là dòng tiền lớn vào đó cái mẫu hình nó giống như acb không ờ à, giống đến 97% phần trăm luôn á ha Đấy, thì nhìn chung là ai có hàng nắm ACB thôi Có ai hàng thì xin chúc mừng anh chị mình Quan trọng là anh chị mình không có bán ra ở những cái nhịp rung lắc của cổ phiếu Là một cái thành công rồi Lưu ý ha, hôm nay tiền vào rất là đẹp nhá Đó, bây giờ cái những cái mã cổ phiếu này thì anh chị có giá vốn tốt á Mình cứ canh Ví dụ như nó về lại những cái vùng kháng cự đi à, Nó tái tích lũy trở lại nếu mà anh chị mình canh những cái mã cổ phiếu mà nó tích lũy ok thì chúng ta có thể gia tăng hoặc là chúng ta có thể canh những cái nhịp mà cổ phiếu nó có yếu tố là đánh bất định với yếu tố khối lượng lớn á, thì chúng ta sẽ gia tăng thì đó là cái cách mà chúng ta mà gia tăng một cách nó an toàn bởi vì gia tăng như thế là chúng ta gia tăng theo cái dòng tiền của tổ chức á à, đó. đó. Còn không thì đối với ACB mà anh chị mình muốn đánh trung hạn đánh ngắn thôi, đánh lướt thôi á thì anh chị mình canh khi mà cổ phiếu nó về những cái vùng giá 38, 39 à, hay còn gọi là những cái vùng đỉnh trước của cổ phiếu á thì đó sẽ là những cái vùng kháng cự thì khi mà về tới đây anh chị mình có thể chốt ngắn được nha đó chúng ta linh hoạt chúng ta chốt ngắn rồi sau đó cổ phiếu nó tái tích lũy lại thì mình sẽ canh cover lại sau đúng không hoặc là nó có yếu tố à, chỉnh một chút chỉnh nhẹ hay chỉnh nhiều gì đó mình không biết mà có yếu tố chỉnh thì chúng ta có thể cover lại hàng ha thì đó là cái cách đánh nó tối ưu nhất còn những anh chị nào mà chúng ta muốn nắm giữ lâu trung hạn á thì chúng ta vẫn cứ tiếp tục nắm giữ thôi và cái cách gia tăng thì như hồi nãy em có chia sẻ rồi đó lưu ý ha bây giờ đi ta tích lũy không có gì quá khác biệt đúng không à, bvb à, bvb thì hiện tại là anh chị thấy cái xu hướng của nó này anh đang có những cái nhịp tết mà xu hướng là hướng lên đúng không ờ nó nó có hướng lên và anh chị nhìn sang MACD của nó nè đó thì những cái mã cổ phiếu này thứ nhất là anh chị nào có hay chúng ta tiếp tục nắm giữ giúp em đấy và nếu mà anh chị muốn tham gia ở thời điểm hiện tại của BVB á em đánh giá là vẫn được thôi nhưng mà nó sẽ phù hợp cho những anh chị nào chúng ta có cái tầm nhìn dài hơn một chút ha chứ anh chị mà muốn tham gia những cái mã cổ phiếu như BVB mà chúng ta đánh ngắn á, thì sẽ tương đối khó bởi vì sao à, anh chị thấy là cạnh trước của BID nó cũng rất là nặng nha đây B... à, BVB chứ em xin lỗi cản trước nè, nó rất là dày nên thành ra mà anh chị muốn đánh ngắn á thì nên chờ những cái nhịp cổ phiếu nó vượt những cái vùng kháng cự dày này chẳng hạn hoặc là nó có yếu tố tiền lớn vào như thế mình tham gia nó sẽ an toàn hơn ha hoặc là nó có cái trạng thái gọi là tích lũy trên những cái vùng kháng cự này Và xuất hiện những cái nhịp test cung thì như thế mình tham gia nó sẽ vào phát ăn ngay à, như là OCB em hướng dẫn anh chị mình vậy đó thấy không? Test cạn cung nè. Đó, à, nâng đáy các thứ nè, tỏ tích lũy lại nè. Đó thì tham gia những cái phiên giao dịch như là sáng nay anh chị mình vào chúng ta lấy được là chúng ta lấy được ở những cái vùng giá rất là tốt luôn, 27 chấm ít à. Đó, đó là cái cách mình tham gia anh chị nha. À, CTG, CTG không có uh, biến động gì quá nhiều cả. Nhìn chung là hôm nay cái nỗ lực tăng nó vẫn có gặp cái áp lực bán. Đó, thành ra cổ phiếu này nó sẽ em đánh giá là sẽ tích lũy thêm hai à, ba phiên quanh những cái vùng 36.5 lưu ý anh chị nha đó có hàng thì anh chị mình nắm giữ thôi còn để mua mới á à, em nghĩ là anh chị mình nên chờ chờ cho nó có những cái việc tích lũy nền siết chặt thì như thế em sẽ hướng dẫn anh chị mình tham gia ha hd Bank hd Bank cũng là một trong những cái mã cổ phiếu mà anh chị mình lưu ý nè. đó những anh chị này chúng ta chưa có dòng banh á, chưa vào được ocb như ngày hôm nay nè. hoặc là uh, vip, uh, chúng ta chưa vào được vip. đó thì chúng ta có thể chú ý lại hd banh giúp em. ha con này nó đang xây một cái mẫu hình uh, uh, cốc tay cầm, đấy, tay cầm nha. Nhìn chung khá là ok đấy. nhưng mà hiện tại là em cần cái yếu tố gì? nó xuất hiện một cái phiên test cung thì nó sẽ an toàn hơn ví dụ như ngày mai á nó xuất hiện một cái phiên như cái ngày hôm nay nè nhưng mà anh chị để ý là cái khối lượng nó kỳ á đó thì anh chị mình có thể lấy vị thế quanh cái vùng giá 31.5 nha nha đó hoặc là canh cổ phiếu nó test test về á quanh những cái vùng giá 30 chấm ít chẳng hạn nó có thể lấy vị thế được lưu ý nha em đang đánh giá cao những cái mã cổ phiếu rồi nó, nó thuộc ở trong rổ VN30 á những cái mã cổ phiếu đó hiện tại là cái dòng tiền cái xu thế dòng tiền nó đang tập trung ở những cái nhóm cổ phiếu vm 30 là chính nên là anh chị mình lưu ý ha HD bằng cũng là một trong những cái sự lựa chọn cho anh chị nào chưa có dòng banh đó à, còn liên Việt thì nên tích lũy lại nhé xu thế cổ phiếu nó không xấu mà để nó mua thì em sẽ không có ưu tiên nha nên là anh chị mình lưu ý có hàng giữ thôi MB nè nhìn dung con này nó đang có cái cái xu hướng là tái tích lũy lại như BID á nha nên là anh chị mình lưu ý B thì có hàng canh nắm và chặn lãi hoặc là chúng ta có thể chốt ngắn rồi sau đó là cổ phiếu tích lũy thành công thì chúng ta uh, mua thêm hay là cái gì đó nhưng mà hiện tại là đối với em á thì em có cho rung khách hàng là chốt uh, 30% quanh cái giá uh, uh, 33.9 rồi à, chốt 30% tức là mình chốt 1 phần 3 hiện tại là hàng MB ban là mình đã đủ rồi nhưng mà mình mình chốt đầu năm em chốt hình như em chốt à, à em chốt phiên giao dịch cuối năm á à, khi mà MB ban nó xuất hiện những cái nhịp rung lắc nó à, thì mình cũng à, chốt chốt cho nó an toàn chốt chốt tới chút nó thì hiện tại anh chị mình à, lưu ý ha xu thế không xấu đâu con này cái tay ghét á nó sẽ về lại được tới những 40 44 luôn á đối với cái nền tích lũy lớn như thế này anh chị nắm chung hạn thì cứ ung dung nắm thôi còn chúng ta muốn uh, uh, nó gọi là nó nó tối ưu hơn chút thì như em có chia sẻ đó chốt rồi sau đó nó tích lũy thành công thì mình vào lại lưu ý ha msb nói rồi giờ cổ phiếu này á nó có yếu tố dòng tiền lớn vào rồi thì uh, thứ nhất là nó phù hợp cho anh chị nào chúng ta uh, đã có hàng thôi chúng ta nắm giữ thôi hôm nay là một cái phiên cũng gia tăng khá là tốt anh chị nào muốn gia tăng mà, mà sp á, canh những cái vùng giá như 27 27.5 nó uh, thì chúng ta canh gia tăng được nha còn con này muốn tham gia mua mới á, thì em nghĩ là anh chị nên chờ nha nên chờ nó về lại cái vùng 29 á, coi nó kiểm tra cái lực bán trên cái vùng này như thế nào đó, uh, anh chị biết là cái vùng giá quanh 29 nè lần thứ nhất nè không vượt được đủ nè lần thứ hai hồi về nè chỉnh luôn nè đó thì thành ra là cái việc mà cổ phiếu nó về lại vùng 29 nó sẽ gặp cái lực bán là có mẹ đánh giá là uh, khi mà cổ phiếu nó đã có yếu tố dòng tiền lớn quay trở lại rồi cũng như là nó trải qua hai cái nhịp điều chỉnh rồi á thì hiện tại là cái xác suất vượt đỉnh nó sẽ cao nha anh chị nha đấy nên là anh chị mình lưu ý thì uh, có hàng tiếp tục nắm giữ được giúp em còn mua mới thì chúng ta sẽ quay sát khi mà cổ phiếu nó về 29 à, nó tích lũy lại được hay là nó test thành công thì em sẽ hướng dẫn anh chị mình tham gia lưu ý nhé OCB nói rồi không nói nữa nha đó bây giờ là anh chị hỏi có điểm mua không thì đã qua rồi cái điểm mua thì em có hướng dẫn anh chị mình rồi quanh cái mức giá 28 đúng không nó còn hiện tại là không còn điểm mua cho anh chị mình nha à quanh cái mức giá 27.x 28 STB tích lũy nè không có gì để nói quá nhiều nhưng mà anh chị mình mua mới á thì em nghĩ là không nên bởi vì sao thứ nhất em thấy cái độ tích lũy nè nó vẫn chưa đủ nha đó thì à, ai có hàng nắm thôi ai có hàng nắm thôi nên là anh chị mình lưu ý nhé đó còn nếu nó tăng được thì mình sẽ nâng cái mức chặn lãi lên lưu ý anh chị nha còn mua mới thì em nghĩ không nên thay vì thế chúng ta nên mua những cái mã cổ phiếu mà nó gần cái vùng nền tích lũy á hoặc là nó có yếu tố tích lũy uh, nền tảng lớn hoặc là nó đánh theo cái mẫu hình thì như thế nó sẽ an toàn hơn à, lưu ý uh, Techcombank uh, hôm nay Techcombank cũng có dòng tiền vào khá là tốt đúng không nè đó nhưng mà tiền nó chưa vào có quyết liệt như là ACB thôi đó thì nhìn chung là tín hiệu tích cực rồi nên là anh chị mình không phải quá lo đâu. Đấy, Techcombank thì nó ca nó cũng khá là ok. Lại Casa của Techcom với lại MBBank là thuộc hàng top á anh chị. Đó, đây là những cái mã cổ phiếu mà nó có ca sao ổn như thế thì anh chị mình cứ yên tâm nắm giữ nhé. Đó Chẳng qua là cái xung lực trong cái đoạn này Tết Công Banh nó hơi yếu hơn so với những cái mã cổ phiếu khác thôi Đó nhưng mà đến thời của nó là nó cũng sẽ tăng thôi anh chị Ví dụ như trước đó nè chúng ta có BID đúng không à, Sau quá trình tích lũy 2 năm thì hiện tại cổ phiếu nó đã tiếp tục chạy rồi à, Nó đã có những cái tín hiệu bất đỉnh đúng à, Và sau đó nó tích lũy trở lại Rồi tiếp theo đó nữa là chúng ta có MB Bank Đó MB Bank rồi sau đó là gần đến nhất thì có gì? ACB Đúng không? Con nào nó cũng tới thời hết á một khi là dòng banh nó đã vào sóng rồi anh chị thấy là con này nó cũng đánh cả, nên là anh chị mình nắm những cái mã cổ phiếu mà nó chưa tăng nhiều á thì cũng đừng có quá là vội vàng nóng vội, cứ từ từ, rồi từ từ nó sẽ tăng. đó lưu ý nhé, TB cần tái tích lũy thêm nha. đó hiện tại là nó đang có hai ba phiên rồi, ba phiên tích lũy quanh bốn hai rồi. Nó nhìn chung là cái nền tích lũy nó cần phải năm sáu phiên á thì nó sẽ ok anh chị lưu ý ha như là cái cái giai đoạn này nè 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 có thấy không tích lũy cũng đâu đó khoảng năm sáu phiên bảy phiên gì đó rồi nó đánh nổ lên tiếp tục tích lũy lại thì có hàng giữ thôi những cái mã cổ phiếu này hiện tại nó đang vào sóng rồi thấy không đó anh chị thấy nó nó vượt đỉnh rồi nè đó bây giờ nó test test lại rồi rồi nó cũng tăng tiếp à đó nên là có hàng thì nắm thôi nha em thì không có tham gia những cái mã như Vietcombank mình tham gia những mã khác VIP thì nó rồi những cái điểm mua thì anh chị mình lưu ý là dưới 48 có thể lấy vị thế được nhé còn nó mở gáp thì thôi bỏ qua giúp em à, VBank thì VBank ngày hôm qua mình nói cũng là một trong những cái mã cổ phiếu khá là tiềm năng đúng không nhưng mà nó chưa đạt về cái điều kiện mình mua mới Đấy, cái biên độ nó dao động còn hơi lỏng cũng như là chưa có yếu tố tái tích lũy thì mình cũng không có tham gia nhưng mà hôm nay là cổ phiếu nó có những cái tín hiệu là mồi dòng tiền vào khá là tốt đó thì anh chị nào chúng ta có hàng thì, thì yên tâm nắm giữ rồi chúng ta không phải sợ nữa nhưng mà anh chị này, chúng ta mua mới á thì nên chờ nên chờ cho cổ phiếu nó hấp thụ quanh cái vùng giá 37 x nè đó hôm nay anh chị thấy là nó đông đó nó không đóng cửa được cao nhất phiên nha đó cho thấy là gì vẫn còn cái áp lực bán quanh những cái vùng kháng cự cậu chú đấy thì thành ra là con này em nghĩ là nó phải test thêm một vài phiên rồi sau đó nó mới có yếu tố bất đỉnh đó, thì con này nó đạt về cái điểm mua em cũng sẽ hướng dẫn thôi đó, nên là anh chị mình không cần phải quá vội đâu nha đó nhìn chung dòng banh hiện tại là chúng ta có những cái mã cổ phiếu như hd nè đó, hoặc là vip là những cái mã cổ phiếu nó chưa chạy thì anh chị mình chú ý có thể chú ý ha còn những anh chị này chúng ta đã có hàng rồi á thì cứ tiếp tục nắm giữ thôi banh thì em nghĩ là à, anh chị mình nắm hai ba mã được rồi đừng có mua gì quá nha khó quản trị lắm 1, 2, ba hoặc 3 mã là ok nha chúng ta phân bổ cái tỷ trọng sao cho nó phù hợp rồi tiếp theo mình sẽ đi qua cái nhóm cổ phiếu à, à, dầu khí à, thì hôm nay dầu khí nó có một cái nhịp chuẩn lại đúng không à, một cái nhịp chuẩn lại cũng không phải tại à, vì à, quá xấu cả à, thì em theo em mà nó nên có những cái nhịp như thế để mà nó à, kiểm tra cái lượng cung cầu sau cái nhịp mà nó rủ mạnh nè rồi sau đó nó lại có những cái nhịp hồi phục mạnh nè thì thiết nghĩ nó nên có những cái nhịp cân bằng nó kiểm tra cái lực mua lực bán của nhà đầu tư như thế nào thì sau đó là cổ phiếu nó sẽ có những cái nhịp tăng tiếp theo á thì nó sẽ ok hơn còn bây giờ mà ví dụ như anh chị nói nó giảm như thế này mà anh chị kêu nó gọi là nó yếu vậy sao nó không tăng thì không không phải đâu Nên là anh chị mình lưu ý ha ví dụ như BSR nè anh chị thấy lực bán hôm nay nó rất là bé không có vấn đề gì cả nó BVS cũng như thế luôn quá là nó xây cái một cái nền nền bê tông ở đây luôn rồi à, xây hoài luôn không đánh khó chịu ha ấy nhìn chung cũng khá là khó đoán hiện tại là đối với cái dòng dầu khí á em chỉ đánh giá cao những mã như BSR nè Đó, tại sao thì em có chia sẻ rồi đúng không cái cái yếu tố điều chỉnh ít rồi hồi phục mạnh cái xung lực của nó cũng mạnh nữa dòng tiền vào cũng đạt nữa Đó. và ngoài ra thì có cổ phiếu BLX đó, cổ phiếu bls là một trong những cổ phiếu blue chip dòng và dầu khí á à, nó thuộc rổ vn 30 anh chị ha Đó nên là mình cũng nên là anh chị thấy là có những cái yếu tố tiền vào khá là tốt đấy thì nhìn chung cổ phiếu này nó tích lũy lại được thì chúng ta cũng sẽ chú ý luôn đấy thì dòng dầu khí nó sẽ có như thế ngoài ra thì bvs nó cũng ok nhưng mà hiện tại là em chưa thấy cái tín hiệu gọi là cái tín hiệu mà an toàn nữa mà anh chị mình tham gia hiện tại là chúng ta nên quan sát thêm nha anh chị nha bởi vì anh chị thấy nè trước đó cổ phiếu nó bị bán với cái khối lượng lớn đúng không? Đó, 15 triệu cổ phiếu. Nhưng mà cổ phiếu nó hồi phục lên bao nhiêu? Chỉ hồi phục lên khoảng 7 triệu cổ phiếu thôi. À, còn một nửa còn lại ở đâu? Đúng không? Tổ chức họ bán cho ai hay là tổ chức nó ra hàng luôn. Đó, mình cũng phải cân nhắc những cái vấn đề như thế. À, khi nào mà con này nó ổn á, là khi nào? Khi mà nó có những cái tín hiệu cưng cưng bằng lại nè. Quanh cái vùng giá 28.x29 á đó nó xây một cái nền nó khoảng năm phiên đi, nó té té năm phiên giúp em. Rồi nó có cái tín hiệu kỳ cung. À, sẽ ok hơn anh chị nha. Đó. Thì lúc đó mà mình sẽ có thể tham gia lấy vị thế được. Đó, còn trong phiên á ví dụ như nó có những cái yếu tố bất ngờ đi chẳng hạn nó có những cái yếu tố tiền vào quyết liệt thì em sẽ tư vấn mà sau tư vấn mà cụ thể cho anh chị nhất là trong room khách hàng nhé. Đó thì anh chị room khách hàng nó sẽ được cái đặc quyền như thế, tức là kiến nghị real time luôn. Đó, còn video á thì phải xong phiên thì em mới cập nhật đến anh chị mình được. Đấy nên là anh chị mình mà muốn tham gia room thì có thể liên hệ với em nhé. quay nè. Đó, anh chị thấy là cổ phiếu này nói một số anh chị mình á có cái tư duy là cổ phiếu này hiện tại giá nó đang khá rẻ đúng không? Nó giảm rồi định mua thêm. Đó, nhưng mà đối với em á thì em nghĩ là chưa nên đâu anh chị. Chưa nên bởi vì thứ nhất là nó chưa đạt về cái vùng giá mua nè à, thứ hai là cái dòng này hiện tại nó vẫn chưa có ổn định đâu đó anh chị thấy là cổ phiếu này nó bị giảm với khối lượng lớn nha mà chỉ mới có hai phi hồi phục khối lượng tắp thôi thì chúng ta tham gia nó vẫn sẽ có rủi ro nói chung rủi ro nhiều hơn uh, hơn cơ hội á đấy nên là để mà nói về mua thêm thì em nghĩ là chưa nên nha chưa nên mua khi nào đạt thì em sẽ nói anh chị mình mua thêm còn hiện tại là vẫn chưa nha bép khá ok nè đó nhưng mà dòng dầu khí thì em kỳ vọng cũng là một trong những cái dòng mà nó vẫn sống uh, sâu dòng ngân hàng đấy bởi vì xu thế cái dòng này á nó rất là tốt nó rất là tốt uh, nó chỉ xấu khi mà nó xuất hiện một cái nhịp như thế này thôi nè đó thì đối với những cái nhịp như thế này á nó sẽ có những cái uh, Uh, gọi là cái, cái 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 ý nghĩa khác nhau ví dụ như là tổ chức họ ép nhà đầu tư bán ra đi đó thì cái phiên uh, giao dịch uh, ngày 28 tháng 1 nó cũng sẽ có những ý nghĩa như thế anh chị nha hoặc là tổ chức họ ra hàng thì cũng uh, có luôn đó nên là cái dòng này nó đang khá là khó chịu nó đang khó khá là 50 50 nên là thành ra là uh, mình trong cái giai đoạn này nè những cái mã cổ phiếu mà em ưu tiên nắm đi chỉ có BSR thôi bởi vì em tin tưởng cái cổ phiếu này Bởi vì mình nhìn qua được cái volume của nó Cái xu thế của nó cũng như là cái cơ bản doanh nghiệp của nó Cái lợi nhuận mà nó thu về được Đó còn hiện tại là ví dụ như oi nè em cũng cho chốt hết oi chốt chốt giá quanh 17 bảy anh chị nó khi mà cổ phiếu nó xuất hiện những cái nhịp rủi ro này nè thì mình cũng thành thật luôn mình cũng chia sẻ thẳng thắn với anh chị nhà đầu tư luôn đó thì khi mà cổ phiếu xuất hiện những cái nhịp rủi ro này nè nó thì tốt nhất là chúng ta nên tỷ trọng cho nó an toàn Bởi vì sao? Mình không có biết được qua cái phiên hôm sau là cái phiên tăng điểm của cổ phiếu nha anh chị nha Đó, anh chị mình chưa trải qua những cái nhịp mà cổ phiếu nó giảm như thế này Rồi sau đó nó lại rơi một cái nhịp như gãy luôn vậy đó Đó, và đi nè, nó đã có những cái nhịp như thế rồi Anh chị thấy nè Thấy không? Giảm rồi sau đó nó lại giảm kinh hơn nữa Đấy, thì chúng ta không phải là thánh để mà chúng ta có thể biết được là nó giảm như thế rồi ngày mai nó hồi phục Nha, ví dụ như O thì nó hồi phục lên thì anh chị nào em giá nó là cái cơ hội cho anh chị nào chúng ta chưa hạ được cái phiên này á, à, khi mà hồi lên được như thế này canh hạ tỷ trọng, anh chị thích nắm thì em nghĩ là không nên nắm tỷ trọng quá nhiều đâu lưu ý nha đối với oi, à, cũng không có gì quá là à, biến động nha, con này có thì em nghĩ nắm được thôi, nhưng mà nó về lại được quanh vùng giá 23 và cản thứ nhất hai tư sẽ là cản tiếp theo nên là anh chị mình cân nhắc nhé tiếp theo mình đi qua cái dòng ngày hôm nay cũng tạo một cái tâm lý khá tốt cho thị trường đó là dòng thép à, thì hôm nay chúng ta có hxg là chúng ta đánh đánh trần luôn không đó, đó. Rồi, rồi hbg nè tiền vào cũng rất là ok đấy nó dòng thép hôm nay là tạo một cái phiên tạo đáy rất là tốt đó nhưng mà tâm lý anh chị nhà đầu tư á một số anh chị mình là có cái câu hỏi là tham gia vào cái dòng này được chưa? thì theo quan điểm của em nha, à, qua cái phiên hôm nay thì nó cũng gọi là không có nói gì lên được quá nhiều đâu, tức là nó sẽ không chắc chắn một điều là sau cái phiên ngày hôm nay thì cái dòng này nó lại tăng về về có đâu anh chị, ha, à, ấy, và anh chị mình muốn tham gia mua mới cái dòng này á, thì em nghĩ là nó vẫn chưa đạt đâu, bởi vì sao? Nè, anh chị mình phải biết là sau một cái quá trình ví dụ như cổ phiếu nó tạo đáy đi Ờ, à, Thì khi mà cổ phiếu nó về lại những cái vùng kháng cự nha Vùng kháng cự là gì? Vùng kháng cự là tại đó cổ phiếu nó sẽ gặp các lực bán đó Anh chị mình lưu ý, khi mà về những cái vùng kháng cự của cổ phiếu em giả sử như là HPG đi Đấy thì anh chị mình phải quan sát được liệu là nó có tích lũy lại được hay không Liệu cổ phiếu nó Tổ chức họ có chấp nhận giữ giá Quanh những cái vùng kháng cự hay không Có chấp nhận ăn hàng quanh những cái vùng này hay không Đó, nó tích lũy thành công đi Thì lúc đó chúng ta sẽ có những cái điểm mua đánh ngắn Ha, em lấy ví dụ nè Như giai đoạn trước nè, anh chị thấy không Cái quá trình tạo đáy thành công nè Ha, rồi sau đó cổ phiếu hồi phục nè Đó, nó về lại những cái vùng kháng cự nè Có yếu tố chỉnh lại nè, thấy không Đó, nhưng mà sau đó nó cân bằng lại được không Có cân bằng lại được nè Đấy, và khi mà cân bằng lại được thì chúng ta sẽ sẵn sàng tham gia bởi vì sao à, bởi vì là trước đó đã có những cái yếu tố uh, tạo đáy và hồi phục đi lên rồi đó thì và cũng có những cái yếu cái cái yếu tố là gì dòng tiền lớn và rồi này anh chị đó thì khi mà cổ phiếu nó cân bằng đáy nó có những cái tín hiệu test đáy thành công á thì mình vẫn sẽ có điểm để mà chúng ta lấy vị thế nha em lấy ví dụ như HSG đó em nhớ là cái giai đoạn trước á em cho room khách hàng lấy vị thế quanh cái vùng giá 38 này đó sau khi mà nó có cái tín hiệu là gì lấy hai đáy thành công nè anh chị đó là tức là mình vào lấy vị thế một phát là mình ăn luôn á anh chị đó anh chị thấy không test đáy thành công ha và một cái pha tăng rất là quyết liệt luôn em nhớ đâu đó cái biên độ lợi nhuận lúc mà room khách hàng của em tham gia quanh những cái vùng giá này là phải 30 phần trăm á đó mình có gia tăng rất là nhiều khi mà cổ phiếu nè nó về lại kháng cự nha kháng cự trước nè dòng tiền lớn vào nè đó gia tăng ở những phiên này tiếp tục lại ăn tiếp đó thì đó là cái cách mà anh chị mình sẽ canh tham gia lại còn hiện tại á nó bùng nổ một phiên như thế này chưa chắc chắn là ngày mai nó vẫn sẽ tiếp tục uh, những cái phiên gì sắp tới nó sẽ tiếp tục tăng mạnh cho anh chị mình có lãi anh chị mình chốt lãi hàng t 3 về có lãi đâu nên là anh chị mình lưu ý ha đó ví dụ như giả sử cái phiên dịch ngày 14 tháng 12 đi đó nó cũng bùng nổ một cái phiên rất là đạt đúng không nè tăng chừng rồi tiền vào rất là đạt Nhưng mà hôm sau thì sao? Lại tèo ừ. Khó là khó như thế đấy Nên là anh chị mình hạn chế mua sớm Cái tín hiệu tích cực là nó đạt cho anh chị mình cái tín hiệu tạo đáy như thế này rồi nè đó, thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát ở những cái giai đoạn phía sau Nếu mà đạt thì em sẽ hướng dẫn anh chị mình tham gia Còn hiện tại thì thêm là chưa ha đó Nhưng mà hiện tại là nó đã có những cái gì như thế này Thì em đánh giá khá là ok đó. Anh chị mình lưu ý nhé đó Ví dụ như uh, kháng cự đi Em sẽ chia sẻ một số cái kháng cự của cổ phiếu Để mà anh chị mình lưu ý Ví dụ như là HPG là quanh 46 nè Lưu ý ha Kháng cự dày là 46 nè Rồi HSG là những cái vùng giá 37 nè Đó những cái vùng đỉnh trước của cổ phiếu nè anh chị nè À lưu ý giúp em nè Nam kim thì sao Nam kim tức là quanh những cái vùng giá 38, 39 á Tức là cái vùng này nè Cái vùng mà trước đó nó tích lũy Nhưng mà nó không đánh lên mà nó đánh xuống á đó. đó thì cái vùng này là cái vùng kháng cự của cổ phiếu TVN thì đó là những cái vùng nền trước nè vùng 16 nè nha lưu ý Để rồi thì đó là một số chia sẻ về cái dòng thép chúng ta đi qua dòng khu công nghiệp đi thì như đầu video em có chia sẻ là một số những cái mã cổ phiếu mà như ssc á nó vẫn giữ được trên xu thế tăng thì hôm nay đã nó tiếp tục tăng khá là tốt đúng không? Đó thì con này anh chị có hàng anh chị canh chặn lại giúp em nha. Điểm mua là đã qua rồi nè. Đó, rồi KBC cũng là một doanh nghiệp có cái cơ bản tốt Thì mình cũng có chia sẻ với anh chị mình nhà đầu tư rồi Đó, ở cái video ngày hôm qua thì hôm nay cũng tăng điểm khá là đạt đúng không đấy thì đối với những cái mã cổ phiếu này là hệ thống room khách hàng đã có tham gia lấy vị thế rồi những cái uh, kbc là cái cái cổ phiếu mà ngày hôm qua là cái cổ phiếu mở bát cho room khách hàng của em luôn á đấy tại ha kbc nè anh chị giải ngân 30% mươi phần trăm quanh giá hiện tại cổ phiếu là test đáy ba đáy cạn cung khá tốt nay phiên hướng lên phù hợp lấy vị thế mít cáp sao được chỉnh vừa rồi, bị phân hóa mạnh, có mã giữ được trên tăng, có mã không, KBC, target kỳ vọng là gì đó Đấy Hiện nay là tăng khá là tốt Đúng không? Nhìn chung là cổ phiếu nó uh, Có những cái tín hiệu tốt thì mình tham gia thôi anh chị à, Đúng thì mình có lãi, còn sai thì mình cắt lỗ à, Đầu tư là như thế nha Chứ mà mình cứ sợ quá rồi mình không tham gia là uh, Khó đầu tư lắm, thay vì thế anh chị mình nên gửi uh, tiết kiệm ngân hàng nó sẽ ok hơn nhá. Uh, KBC anh chị mình lưu ý là hiện tại là nó không có điểm mua nữa thứ nhất là nó đang về lại những cái vùng kháng cự mà em đánh giá tương đối mạnh của cổ phiếu à. còn khi nào mà xuất hiện điểm mua thì em sẽ hướng dẫn sau nha hiện tại là có hàng nắm giúp em thôi và đây cũng là những cái tín hiệu tích cực cho một số những cái mã cổ phiếu khu công nghiệp nó riêng đó nên là anh chị nào có hàng mình nắm giữ giúp em ha rồi tiếp theo là những cái mã như VCG thì sao Khá khó ha ừ, Chưa tham gia lại được đâu Chưa bắt đáy được đâu nha anh chị Lưu ý Dạ rồi Thì khu công nghiệp em đánh giá cao những cái mạng như thế thôi Còn những cái mạng khác nó vẫn đang khá là sập sình Cái chê nó vẫn đang khá là xấu Thì sản dịch may nè Cũng có những cái phiên hướng lên khá tốt Đúng không Nhưng mà những cái phiên này em đánh giá là những cái phiên mà anh chị mình canh Cơ cấu cổ phiếu nhé Chứ không phải là những cái nhịp mà anh chị mình uh, Tham gia mua vào đâu nên là anh chị mình lưu ý nha Duy chỉ có VHC là những cái bạn cổ phiếu đánh giá khá ok Thứ nhất là con này anh chị thấy là nó bị chỉnh ít nhất đúng không Khi mà vừa ni nó rung lắc Hồi thứ hai là những cái bạn cổ phiếu này nó hồi phục rất là quyết liệt không? Hôm nay là có dòng tiền vào nữa Thì con này anh chị có anh chị cứ nắm nha Con này bây giờ nó vượt 76 Thì em nghĩ là anh chị mình có hàng gia tăng vẫn được nhé Đó lưu ý nè Mua mới thì không còn nha Mua mới không còn điểm mua rồi mình đi qua những cái mã cổ phiếu dòng trụ thử xem, thì cổ phiếu dòng trụ đoạn này em đánh giá cao những cái mã như VRE anh chị em đang quan sát lại những cái mã như thế này đó, thì cái giai đoạn này bán lẻ sau cái quá trình giai đoạn dịch á thì dòng bán lẻ cũng như là những cái mã cổ phiếu dịch vụ á anh chị cũng nên quan sát lại ha, bởi vì cái nhóm ngành này em đánh giá là nó cũng sẽ gọi là bắt đầu um, hồi phục trở lại sau đại dịch Nha, những cái dòng dịch vụ này như là trung tâm thương mại rồi như thế nó sẽ thu hút được khá là nhiều khách hàng đó, cũng như là cái doanh thu nó cũng sẽ được cải thiện hơn bởi vì nó tập trung vào nó phát triển đúng không nó phải uh, gọi là phát triển doanh nghiệp chứ không có để gọi là uh, như giai đoạn dịch vụ rồi đúng không lợi nhuận âm hay cái gì đó như thế nên là anh chị mình có thể lưu ý những cái nhóm ngành dịch vụ trong cái giai đoạn sắp tới nhé em đánh giá cũng khá là ok cũng như là những cái dòng mà nó liên quan về thương mại nè À, rồi cũng là du lịch là chẳng hạn đi du lịch là anh chị thấy là du lịch là trong cái năm vừa rồi là nó nó như là nó 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 chết đi luôn á đúng không doanh thu rồi đâu có đâu anh chị nhưng mà sao bắt đầu qua năm 2022 thì em nghĩ là à, nó nó sẽ có những cái bước uh, tiến mới nha nó bắt đầu khôi phục trở lại du lịch cũng uh, sôi sục động trở lại á tức là gì uh, Việt Nam của mình là đã cải thiện được cái Covid rồi đúng không? Đó, cũng có chích ngừa rồi, phòng ngừa rồi các thứ rồi Nên thành ra là cái việc du lịch nhà người người nhà nhà Cái năm vừa rồi không đi được Thì năm nay nó sẽ cũng có xu hướng là đi chơi Đúng không? Để mà bù đắp cho cái năm vừa qua Nên là anh chị mình cũng lưu ý ha Những cái mảng như thế Rồi là những cái mảng xuất nhập khẩu á đó. đó, cũng là những cái mã tiềm năng Ngoài dòng ngân hàng Nhá ấy. Thế thì đây đây. FPT nè anh chị thấy nó hồi được nhưng mà nó cũng bị bán ngược trở lại nè. Những cái mã cổ phiếu mà nó hồi phục yếu như thế này nè. Anh chị thấy hồi phục mà không có khối lượng nè. Đó thì chúng ta nên căn về lại được những cái vùng kháng cự là chúng ta nên canh cơ cấu nha. FPT nè. Lưu ý nhé. Còn con này thì nếu mà nắm trung hạn thì em nghĩ là Ừ, anh chị mình không phải quá lo ví dụ trung hạn thì view đâu đó khoảng tầm 3 năm năm gì đó đúng không mình nắm dài hạn thì chúng ta sẽ bỏ qua những cái biến động ngắn hạn còn để mà nói ngắn hạn trong uh, có biên độ lợi nhuận đối với những cái mạng cổ phiếu như thế này thì tương đối khó nha anh chị lưu ý à, dạ rồi đó là kết thúc cái video ngày hôm nay À, thì cũng xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã theo dõi đến hết video ngày hôm nay Và những gì cần chia sẻ em cũng đã chia sẻ rồi đúng không về cái xu thế của Vani chúng ta nên tập trung chủ yếu là cái danh mục cái cổ phiếu của mình á không có bị chi phối quá bởi Vinny Index bởi vì Vani á trong cái giai đoạn sắp tới nó vẫn sẽ giữ cái biên độ xoay quay là chính nha anh chị nha xoay quay trong một cái biên độ rộng à, nó sẽ tiến về được 1300 À, 530 đấy, đó. Nhưng mà về đây có vượt được hay không, nó là một cái chuyện khác. Thì em có, nó tổng quan nó sẽ dao động trong một cái biên độ tích lũy lớn như thế này, anh chị nhé. Đó và cái dòng tiền nó cũng sẽ có những cái sự luân chuyển và những cái mã cổ phiếu dòng cơ bản, dòng banh thì như em có chia sẻ rồi vẫn sẽ tiếp tục duy trì cái đà sống cho đến hết quý 1 đúng không? Dòng dầu khí thì chúng ta phải quan sát lại, à, chúng ta vẫn chưa có gọi là chưa có quá là nhiều hy vọng về cái sóng này ngoại trừ những cái mã cổ phiếu nó uh, giữ được cái xu thế tốt như BSR hoặc là BLX ha và ngoài ra những cái mã cổ phiếu dòng mít cáp á anh chị mình phải đánh giá được cái mức độ hồi phục của cổ phiếu cũng như là cái cơ bản của cổ phiếu để mà chúng ta tham gia chọn lọc cổ phiếu sai cho nó phù hợp chứ không phải là cổ phiếu này anh chị thấy nó hồi mạnh là anh chị mình tham gia là không có nha anh chị mình cần phải quan sát những cái giai đoạn sắp tới con nào nó giữ giá tốt tổ chức họ có tiền lớn vào đánh thì mình sẽ tham gia chọn lọc tham gia lưu ý giúp em nhé rồi xin chào tạm biệt anh chị mình và hẹn gặp anh chị mình ở những cái video tiếp theo chúc anh chị một buổi tối vui vẻ và anh chị mình cũng đừng quên là em có một cái room cộng đồng để mà hỗ trợ những anh chị chưa có phải là thuộc hệ thống room khách hàng ha thì trong cái room này thì em sẽ chụp những cái kiến nghị em kiến nghị trong room vip qua gửi anh chị mình tham khảo cũng như là nếu có những cái mã cổ phiếu nào mà nó đạt về cái điểm mua đi ấy thì em cũng sẽ chia sẻ với anh chị mình luôn đó thì anh chị mình có thể tham gia room bằng cách là nhấn vào cái đường lên bên dưới phía dưới cái video này nhé rồi xin chào cả nhà và hẹn gặp anh chị mình ở những cái video tiếp theo